Với mô hình kinh tế du lịch độc đáo, hơn ai hết, chính những người nông dân có kinh nghiệm nuôi bò sữa tại Mộc Châu là những người vui mừng nhất. Bởi sau 65 năm phát triển ngành nuôi bò sữa, đây được xem là cơ hội chuyển mình để phát triển theo hướng hiện đại, xanh sạch và bền vững. Gia đình ông Khang mong muốn sẽ là những hộ chăn nuôi đầu tiên trong 500 hộ gia đình chăn nuôi bò tại Mộc Châu hưởng lợi từ dự án. Nhà máy quy mô lớn, ắt sẽ cần lượng sữa nguyên liệu lớn, nên đây là cơ hội để ông mở rộng quy mô. Nhưng muốn vậy, kỹ thuật chăn nuôi và chất lượng sữa phải đảm bảo. Đầu tư hàng trăm triệu đồng để lắp đặt hệ thống vắt sữa tự động như thế này thì gia đình ông Khang không chỉ tiết kiệm được cái thời gian vắt sữa, đảm bảo được an toàn thực phẩm cho sữa, chất lượng sữa mà còn chống hao hụt 1 lít sữa cho mỗi con bò. Chính vì vậy mà giá trị thu lại từ sữa thì cũng tăng lên. Kỹ thuật đầu tư cho ăn, cho uống rồi là các loại quy trình vắt sữa rồi quy trình cho ăn, chăm sóc bò bê. Không chỉ có hộ ông Khang mà hầu hết các hộ nuôi bò sữa ở đây đều rất kỳ vọng dự án mới sẽ giúp họ mở ra cơ hội phát triển quy mô đàn bò của gia đình, nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ từ phía công ty. Mang lại cái lợi nhuận lớn cho người nông dân nuôi bò, vì thực chất đấy là thêm đường sữa để người ta bán được sản phẩm tốt, công ty sẽ mua cái giá cao hơn để cho người dân có lợi nhuận càng ngày càng cao. Cũng là người dân cũng có điều kiện để tiếp cận với khoa học kỹ thuật tốt hơn và quy trình chăn nuôi nó hoàn chỉnh và có cái năng suất chất lượng cao và đưa lại đời sống và thu nhập của người dân được ngày càng tốt hơn. Dự án không chỉ mang đến bước phát triển mới cho ngành chăn nuôi bò sữa và công nghiệp chế biến sữa tại địa phương mà còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển du lịch sinh thái của tỉnh, bảo tồn cảnh quan đồng cỏ, hệ sinh thái tự nhiên theo định hướng đưa Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Sản xuất sữa đầu tiên của Việt Nam cách đây là cũng hơn 60 năm. Thì như vậy nó cũng là có một cái lịch sử rất là lâu dài. Ở đây là có một cái vùng thiên nhiên rất là đẹp. Thì chúng tôi thấy là nó kết hợp được cả ba cái, nhà máy, trang trại và khu du lịch sinh thái. Chúng tôi sẽ xây dựng nó là xanh, sạch và hoàn toàn là rất là thiên nhiên. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2024.